Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Ai sinh vào tháng sinh âm lịch này sau tuổi 35 sẽ giàu có hơn người. Người sinh vào tháng sinh âm lịch phát tài sau tuổi 35 sẽ giàu có sau thời tuổi trẻ làm việc vất vả. Thành quả họ gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng. Hãy cùng Địch Nghề Tốt điểm danh ngay sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Địch Nghề Tốt. Hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Người sinh vào tháng 2 âm lịch. Người sinh vào thời điểm tháng 2 âm lịch là người có số được hưởng phú quý. Tuy nhiên, họ không giàu có ngay từ khi còn trẻ. Nguyên nhân nằm ở việc họ vốn có tính cách khiêm tốn và trầm lặng, không thích phô trương bản thân. Thời thanh niên, họ không tinh tế trong việc xử lý tình huống, chưa xây dựng được các mối quan hệ xã giao nên công việc gặp nhiều khó khăn, phát triển bị hạn chế. Tuy nhiên, họ vốn là một người rất tốt bụng, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người, nên dần dần, càng quen biết lâu, người ta lại càng nhận ra họ là người bạn đáng quý, đáng để kết giao. Vì vậy, dù khi còn trẻ, họ vấp phải nhiều khó khăn, thế nhưng về sau, công việc sẽ càng lúc càng thuận lợi. Từ năm 35 tuổi trở đi, họ bắt đầu ăn nên làm ra, tìm được những công việc phù hợp hoặc những mối đầu tư có lợi, khiến cho tình hình tài chính của họ cũng có những cải thiện đáng kể. Người sinh vào tháng 5 âm lịch. Người sinh vào khoảng thời gian tháng 5 âm lịch cũng là người rất may mắn trên con đường tài lộc. Họ vốn là người có tính tình thẳng thắn, không bao giờ nghĩ đến việc hãm hại ai nên thường được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng. Tuy khi còn trẻ tuổi, họ thường nóng nảy, làm việc theo cảm tính nên dễ đắc tội một vài người xung quanh. Thế nhưng dần dần họ sẽ trở nên trầm tĩnh hơn, biết cách cư xử sao cho đúng mực. Trước 35 tuổi, rất có thể họ sẽ phải làm việc vất vả mới khẳng định được giá trị bản thân. Nhưng từ năm 35 tuổi trở đi, họ sẽ tìm được những cơ hội phù hợp với mình. Chỉ cần người này chăm chỉ, cần cù làm ăn, chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản đáng nể. Người sinh vào tháng sinh âm lịch phát tài sau tuổi 35 vốn là một người yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Vậy nên người nhà của họ sẽ được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ. Xong, họ cũng cần phải chú ý đến lĩnh vực chi tiêu, không nên buông tay quá chán, dành tiền cho những điều không thực sự cần thiết. Người sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch cũng là tháng sinh âm lịch phát tài sau tuổi 35. Người sinh vào thời điểm này có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc gì cũng lo lắng chu toàn nên rất được lòng người khác. Họ là người có nhân duyên tốt nên làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, thậm chí lúc gặp phải khó khăn cũng là lúc mà quý nhân xuất hiện chỉ cho họ phương hướng chính xác, giúp cho họ nắm chắc cơ hội để thể hiện bản thân mình. Tuy nhiên, trên thực tế, họ sẽ phải trải qua một thời tuổi trẻ khá vất vả bởi cái tính cẩn thận, tự đặt ra cho mình những yêu cầu quá cao. Họ từng phải làm đi làm lại một việc gì đó nhiều lần cho đến khi thật hài lòng mới thôi. Thêm vào đó, do suy nghĩ nhiều nên họ thường làm việc một cách khá căng thẳng và mệt mỏi. Đến tuổi 35, họ mới dần dần xác định được đâu là thứ mình nên tập trung, đâu là thứ mình nên buông bỏ để giảm bớt gánh nặng. Và đó cũng chính là quãng thời gian họ tìm được hướng đi chính xác cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Nghề Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.